buổi cuối tuần và cũng là buổi thứ hai mình tham gia review kênh của Tin Vlog. Thì hôm nay chúng mình sẽ đi vào rừng và ở đây là có cảnh suối này. Bọn mình sẽ nấu cái món bánh canh. Đây là bột bánh canh này, bột bánh canh gạo này các bạn này. Còn đây là bột bánh canh mì. Gia vị là gồm có chả cá này các bạn này. Rồi, trứng cút, thịt sườn non rất là ngon này. Và lá hẹ nữa. Còn những cái gia vị khác nữa thì khi mà bọn mình nấu thì bọn mình sẽ cho vào. Rồi. Được rồi đấy, như đấy thôi. Trước tiên là mình sẽ luộc trứng cút này lên này. Đó. Thi cơ của Tin Vlog. Wow. Trong lúc chờ đợi trứng cút chín thì mình giải khát bằng một miếng dưa hấu này. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ phi hành lên cho nó thơm. Để đây thì rau hành vào này. Quay chảo đã thơm rồi đấy mọi người. Bây giờ mình cho sườn vào để rán lên cho khi mà chúng ta nấu thì nó không có bị bở cái miếng thịt, mà miếng thịt nó săn lại. Sườn cũng ngon nhỉ. Mấy bé kia nó chọn ra sườn tuyệt vời luôn này. Em mà thấy thịt bắt đầu nó đổ màu thơm nha mọi người. Là trộn rất là đều lại rồi đó. Thường thì Tin Vlog là chỉ ăn 3 tô bánh canh thôi, nhưng mà hôm nay nhìn thấy các gia vị ngon như thế này chắc có lẽ là Tin Vlog phải ăn tới 7 tô. Mọi người có yêu quý Tin Vlog thì vào YouTube bấm Đào Dế Nhậu Chơi và đăng ký ủng hộ kênh cho Tin Vlog nha. Thứ nhất là mình cho bột nêm vào này các bạn này. Muối này. Cho vừa phải thôi mọi người. Ai muốn ăn cay hơn thì có thể là bỏ thêm tiêu. Và mình đảo đều lên cho nó thấm. Thơm. Rồi, nước mắm cho thơm này mọi người ơi. Chưa cho nước mắm mà mình đã nghe thơm ngào ngạt rồi mọi người. Trời. YouTube Caramel của mình đang ngồi chỉ biết anh táo tàu đấy. Cười. Đấy, táo tàu cho miếng. Nắp rất là đặc biệt của cái chảo này. Mình đậy vào để cho xương nhanh chín hơn. Thơm nhỉ? Thơm. Thơm thật. Thơm thật. Mùi hòa quyện y bài luôn. Đủ mùi hương, đủ no, không cần ăn. Thật. Canh có cái vị lạ lạ khác với những cái bánh canh thông thường thì mình cho thêm vào một tí rượu nữa. Đó. Ai ăn bánh canh này là cũng say rồi chứ chưa cần thiết phải uống nha mọi người. Đó. Cho nước vào hả mọi người nha, cho nó ninh cho cái thịt nó mềm ra này. Nè, tôi cũng đã thấy thích rồi. Ôi xôi 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 xôi, quá tuyệt vời mọi người. Các cái caramel của mình đã bắt đầu công đoạn là lột xong hết trứng rồi mọi người nha. Nhìn thấy thèm quá thèm, muốn bóc lắm bóc lắm. Anh vừa lấy cái nĩa. Ngày trước bạn em nó
phút thư giãn của hai cô ấy. Cái món gì ta, cái bánh cà rem ô á, xong rồi nó đẩy hết ra đằng trước răng, nó nghe là đen xì. Chào Tin Vlog nha mọi người ơi. Khoai nướng đã chín rồi này mọi người này, rất là vàng đúng không, mỡ ngọt. Thế ăn thế này tí sao ăn được bánh canh? Ăn được chứ, 5 tô được chưa? Rồi được. Mỗi ngày là... Wow. Wow, nồi nước lèo bánh canh gì đây không? Nước lèo hay là có bánh, nồi nước bánh canh hay cái gì? Gọi là nước bánh canh đi. Nước bánh canh nha. Ngon vậy. Xoài mà mọi người. Chuyên biệt nha. Vàng hương mà thịt chắc rụt hết rồi đó. Ừ. Để tới ngoái đó thử cho này. Wow. Ơi. Thơm mà ngon lắm mọi người. Đã đời luôn. Chả cá nè các bạn, một trong những nguyên liệu mà để mình cho vào món bánh canh này. Mình cắt một nửa thôi. Và tí nữa thì mình cũng trụng qua nước sôi. Thèm chảy nước miếng mọi người. Cắt miếng rồi cho vừa ăn nha mọi người. Rồi chả cá nè các bạn này, mình sẽ trụng qua nước của để nấu bánh canh một lần nha các bạn, để cho nó vệ sinh hơn, nó bớt cái mùi tanh. Mình đã trụng xong chả cá nè các bạn, bây giờ mình bỏ trực tiếp vào trong cái nồi nước bánh canh nha các bạn. Đó. Rồi, khuấy đều lên ơi, caramel ơi. Vừa thịt sườn này, vừa chả cá này. Đấy, ui xưa. Ui xưa, ôi. Chắc phải ăn đến mấy tô. Ăn cả tuần không hết nhỉ. Người, một trong những gia vị để cho vào bánh canh khi mà mình ăn đấy. Rất là thích hợp trong cái mùa Covid này nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt này. Rồi, xích rất là ngọt mọi người ạ. À. Hành này đã phi là xong. Rồi. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho trứng cút vào nhá mọi người. Wow. Ủa, đúng là siêu to khổng lồ. Ui, như cái cháo đường mọi người ơi. Bao nhiêu là thứ này. Xương, chả cá. Rồi. Rồi, giờ quá mọi người. Rồi. Ui, dồi ôi. Một bánh canh đã vào. Ui, dồi ôi. Tin chắc phải ăn 10 tô à? Bình thường á, thường Tin Vlog á ngày ăn một tô bánh canh thôi mọi người ạ. Nhưng mà bánh canh hôm nay ngon quá, chắc phải ăn 5 tô bác ạ mọi người. Mọi người xem bánh canh nó ngon như thế nào mọi người. Tuyệt vời luôn. Ui giời, thịt súp. Ngon quá ngon luôn. Cho lá hẹ vào sau. Cho lá hẹ vào sau hả? Ăn thì cho vào tô. Ừ. Bắt đầu bỏ hẹ vô mọi người ơi. Cho hẹ vào nha mọi người. Rồi, ngon thế. Rồi, bánh canh Phú Yên mọi người, bánh canh hè Phú Yên ha. Mà mình thêm cả bao nhiêu là thứ khác vô nha mọi người. Dân nậu á, ngon lắm mọi người. Rồi, Thảo muốn ra tô đi em. Mọi người nha. Trời ơi, nhìn cái tô bánh canh hấp dẫn cực kỳ luôn. Một cái gì? Để nó quay thành ra. Ngọt lắm. Đấy. Thịt này, cục hết cho ra làm miếng thịt nha. Tuyệt vời. Làm cái tấn luôn, cái tấn vô. Ăn cái tấn luôn. Tấn về. Bơ. Ngon tuyệt không? Bánh canh nóng hổi vừa ngồi ăn nha mọi người. Một bát bát bữa cơm mà chạy về quán đồng. Gạo cũng dai.
làm tí cho dễ ăn. Này có khi về nấu bán được không nhỉ? Thật, cái khéo tay ở đây bán có khi nhà bán đẻ chỗ nhau rồi, con đẻ. Đây mọi người, đây anh em nhóm YouTube của mình là đang đang dùng dùng đi anh. Nó là kỹ tính là cho thêm tí tương ớt mọi người nha. Rồi. Sau đó Thảo sẽ review xem mọi người xem anh ngon thế nào nha. À. Đấy. Ngon lắm mọi người. Ngon như gái 18. Nhất là chả cá nè. Chỉ bên cắn bánh xe rất ngon. Về đang cắn và nướng xe rất ngon mọi người. Mời mọi người nhé. Giờ mình bắt đầu review cái tô bánh canh đặc biệt của bánh canh hẹ mình Phú Yên rồi. Đầu tiên là mình sẽ ăn thử cái cuốn. Ngon mọi người. Bảo đảm là ngon hơn là quán luôn ấy. Hôm nay là sườn heo nè. Nấu rất là mềm. Tuần sau là bún mắm với lại cà phê. Mọi ngày là Team Vlog ăn một tô bánh canh thôi. Mà bánh canh bữa nay ngon lắm, phải ăn ba bát mọi người ạ. Ngon quá. Tuyệt vời. Mời mọi người nha. Đây nè. Rồi. Bữa nay ăn vừa thôi. À tuyệt vời. Cái cho miếng bánh đa vào nữa. Tí bị bánh đa này bỏ vào nó ngon hơn mọi người. Nó giòn 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 ăn nó ngon. Chào cá mọi người. Đúng nó phải làm mắm nhập. 19 chả cá. Bây giờ có bán mắm ớt nữa vậy? Có nước mắm hả? 19 chả cá nè. Chiên với xương sườn nè. Cái này ngon là do chắc bỏ rượu thịt này. Nó nhìn thấy là nó kiện cáo thầy. Bởi vì là nó đói á. Cứ cho ăn nhất rồi. Là tham mà nói được. Nghe à? Mà không phải nói chứ đang đói bụng mà cứ xem kênh YouTube ăn uống gì vậy? Nó thèm. Ngon. Nhanh còn gì. Ngon này. Còn nước cơ mà. Ý là không thể bỏ lỡ cơ hội được. Đang nóng vừa rồi. Không phải do không có thìa. Mình ăn hết cái mình uống rồi đi. Mình uống cái được rồi. Thiếu mắm. Có nước mắm này sao vậy? Có nước mắm này. Thật tơi ta có hết vậy mà. Ngon hơn bữa mình ăn buổi tối rồi đấy. Rồi.